quay lại đây rồi con. Ủa vậy? Ủa sao vậy? Thông báo vậy? Kết quả nè. Ủa thông báo kết quả hả? Ủa? Kết quả của video mình xây camera lần trước nè. Tôi nhớ rồi các bạn còn nhớ video xây camera lần trước của tôi không? Nếu không thì các bạn hãy nhớ bấm vô coi nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem kết quả thứ ai sẽ là người chiến thắng đây. Và người chiến thắng là ai đây? Ai đây? Oh yeah. Mình lại thắng nữa rồi các bạn ơi. Yeah. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Trời đất ơi, tôi thắng nữa rồi. Vì tôi đã chiến thắng nên chúng ta mở nhà ăn mừng nào anh em ơi. Nhảy ăn mừng thôi anh em ơi. Yeah. Mọi người nghe thấy không? Ai nói gì mà không say tao gì là sao vậy? Các bạn có nghe thấy không cậu? Như âm thanh nó phát ra từ cái loa này sao á? Các bạn ơi, coi chừng kìa giác ơi. Cái gì vậy? Con gì vậy ơi? Đó chính là speaker bên kia anh em ơi. Tôi bay say CCTV camera mà không say tao đâu. Ôi trời đất ơi. Là bất kính mà. Này ông ganh tị là gì? Mình không có say ổng các bạn, mình chỉ say tượng camera và tượng SkiBD thôi. Bây giờ tụi bay phải say tao không, tôi là tao say tụi bay đó. Được rồi, say đi say rồi, tụi mình bị em say speakerman được rồi. Được rồi, vậy thì tụi tôi sẽ say ông. Ai chơi, hình như tụi mình tay chỗ say rồi nè các bạn ơi. Đó, đứa nào say xấu là tao tử đó đó. Trời đất ơi, say xấu là xử luôn kìa anh em ơi. Ê gái, nhờ hay là mình nhờ ai đó hỗ trợ. Nhờ ai đó hỗ trợ, biết nhờ ai bây giờ. À đúng rồi ha, ta hãy nhờ tướng Liên Quân hỗ trợ chúng ta say speakerman thôi nào. Được rồi, chịu hồi tướng Liên Quân đó. Chiều hồi anh nào cho đây rồi các bạn ơi. Yuka xin nè. Chiều hồi thành công tướng Liên Quân đó. Yuka nè, em đã thành công với anh em. Chiều hồi thành công với chị Nabi kìa. Chính là Kira. Còn của Inup đó là Quelen. Và của Jack đó chính là Ngộ Không các bạn ơi. Được rồi, thì bây giờ bốn tướng Liên Quân sẽ hỗ trợ cho chúng ta cùng nhau xây tượng Speakerman để thành người chiến thắng thôi nào các bạn. Let's go. Hãy cùng tôi xây thôi nào Kira. Say hơn nào Ngộ Không ơi. Quelen say cùng tôi thôi. Yuka hãy cùng tôi say thôi nào Yuka. Let's go. Ok, cảm ơn Yuka nha. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ say cái phía dưới của con Speakerman trước đây các bạn. Rồi Speakerman là một con hả? Là một cái con quỷ loa khổng lồ các bạn. Thì bây giờ mình sẽ say cái phần chân nó trước thôi các bạn ơi. Chim ngựa đi trời đất ơi, hơi bị tuyệt vời đó nha trời đất ơi. Cảm ơn Yuka nhiều nha, với sự hỗ trợ của Yuka tới Liên Quân thì tụi mình đã xây xong một con Speakerman thành công. Mình sẽ chui vô bên trong Speakerman cho các bạn thấy nè. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ chui vô đây chính là những cái bên trong cái lo này coi. Sau đó chúng ta sẽ chui xuống bụng và rớt vô bên trong rồi nào. Let's go. Hay cha, chúng ta đã đi vô bên trong rồi nè Yuka. Chúng ta sẽ xây ở trong đây. Đúng rồi Yuka, chúng ta sẽ xây ở đây nè. Còn bây giờ thì ông hãy đi trang trí xung quanh đi. Ông hãy dán những cái graffiti lên cho nó đẹp đi Yuka. Còn tôi sẽ xây những cái thử thách cho các bạn coi nha. Thử thách đầu tiên này mình sẽ đặt tên cho nó là di chuyển theo nhạc. Nên là bây giờ mình sẽ đặt cần đặt hai cái loa ở hai bên. Hãy cha bên này một cái và bên này một cái nữa. Hãy cha đó. Thì nhiệm vụ của ba người kia đó là phải nghe nhạc để mà di chuyển. Tại vì khi nhạc lên thì họ mới có thể di chuyển. Còn nếu khi nhạc tắt mà họ cử động một phát thì sẽ đối diện với Speakerman. Thì sẽ có một cái con Speakerman nó sẽ chui từ dưới cái loa này lên và nó lập tức sẽ dí theo và xử chúng ta. Ôi da. Bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta là phải canh khúc nào có nhạc lên thì chúng ta mới được di chuyển. Còn bây giờ thì mình sẽ chịu hồi thiệt là nhiều cái loa để siêu nó có chỗ để cho những cái con Speakerman nó chui từ dưới đất lên các bạn à. Như ông Yuka cũng xong rồi kìa. Xong rồi đó. Đẹp quá nhà, trời ơi các bạn nhìn kìa, quá nhiều gravity luôn. Được rồi, còn bây giờ thì chúng ta đi nào ông Yuka. Let's go. Hay cha. Và đây sẽ là thử thách tiếp theo có tên là loa không trọng lực. Bây giờ ông hãy cũng trang trí giúp tôi đi ông nha, ông Yuka. Còn bây giờ thì cái loa này nó sẽ có tác dụng gì? Khi chúng ta đứng trên cái loa này nó sẽ lập tức đưa cho chúng ta lên bằng cách là nó sẽ ra những cái nhạc đó, các bạn không? Thì chúng ta sẽ không có trọng lực nào và chúng ta sẽ phải làm sao để đi lên được trên cái cửa trên kia. Các bạn thấy cái cửa trên kia không? Đó chính là cái điểm cuối cùng. Nhưng mà trên cái đường bay của chúng ta nó sẽ có rất là nhiều chướng ngại vật các bạn ơi. Chướng ngại vật đầu tiên đó chính là những cái đường laser siêu đáng sợ đó các bạn. Chướng ngại vật tiếp theo đó chính là cái lưỡi quạt quay, và cái lưỡi này nó sẽ quay từ từ nhưng mà càng ngày nó sẽ càng quay nhanh lên để nó gọi là nó đánh chúng ta. Nếu mà chúng ta đi qua nó mà không né nó một cái, nó quấn một cái mình bay chứ tự là mình đi luôn đó các bạn. Và tiếp theo đó chính là chướng ngại vật những cái rìu biết xoay này các bạn. Đó, chúng ta cũng phải né những cái điều này. Thì sau khi chúng ta đã vượt qua được ba thử thách kia thì chúng ta sẽ tới được cánh cổng và qua được thử thách tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta tới với thử thách cuối cùng thôi nào. Hay cha, và xin giới thiệu với tất cả các bạn thử thách cuối cùng tên. Đây chính là con chùm cuối Speakerman mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay và nó rất là mạnh. Và các bạn hãy nhớ coi hết video này để xem thử mọi người có thể tiêu diệt được nó không nha các bạn ơi. Thì đừng quên comment dự đoán luôn nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bay ra ngoài để xem thử mọi người đã xong chưa nào. Let's go. Hay cha, vậy là chúng ta đã xong bên trong thử thách của Speakerman Toga rồi các bạn. Không biết những người còn lại thì sao nhỉ? Mọi người đã xong chưa vậy? Xong rồi. Vậy là
sự hỗ trợ của những thứ liên quân rồi các bạn. Chúng ta hãy tập hợp lại nào. Con Speakerman của mọi người đầu tiên đó chính là của Nami rồi. Trời đất ơi, nhìn nó mắc cười chứ. Với sự giúp đỡ của Kira, Nami đã xây một con Speakerman và trên đầu đó một cái loa hợp lý như một cái người nó hơi kỳ cục nha. Còn đây chính là của Jack và Koi, và cuối cùng đó chính là của Toga TV. Thì các bạn đừng quên comment chấm điểm ở dưới là trời ơi, của tôi hơi bị xịn, của Huy cũng xịn và của Jack cũng xịn, của chị Nami thì cũng cute đó. Được rồi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đi vô bên trong Speakerman của ai trước để test thử, gọi là thử thách của người đó sẽ được bao nhiêu điểm các bạn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô của Nami trước đi anh em ơi. Đường vô là đường nào ta? Ôi trời đất ơi, khó gì trời, có cái cửa ngay đây luôn nè anh em ơi. Được rồi, vô trước Nami và Jack ơi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau vô thôi nha các bạn ơi. Let's go. Hay cha ơi, đây là đâu vậy? Ôi trời. Đây chỉ là bên trong thử thách của Nami sao? Gì vậy? Cảm ơn đã đến với thử thách của Nami, đó chính là em bé Speakerman. Em bé Speakerman luôn. Quá trời em bé Speakerman luôn kìa các bạn ơi. Mà chúng ta phải làm gì đây? Nhiệm vụ của mọi người là mọi người phải bắt những em bé này bỏ vô nồi. Ôi, hiểu bắt chưa? Những em bé quỷ phá này bỏ vô nồi. Được rồi, được rồi, thử đi. Ôi trời ơi, quậy quậy quậy. Mày này con, bắt được một em bé này các bạn ơi. Vậy là chúng ta phải bỏ những em bé quậy này, mình bỏ vô nồi rồi, để bỏ vô cái nồi đầu tiên rồi. Này, đầu tiên chúng ta sẽ bỏ vô cái nồi. Hay cha. Tôi bỏ một em bé vô nồi rồi này các bạn ơi. Ôi, tới lượt Jack này, bỏ vô Jack ơi. Ôi, vậy là Jack cũng bỏ được một em bé vô nồi rồi. Vậy là chúng ta đã được 2/10 em bé. Chúng ta phải bỏ tổng cộng là 10 em bé vô nồi thì chúng ta mới vượt qua được thử thách này. Một em bé nữa nè, được rồi, cố lên Huy Đắp ơi, bắt những em bé còn lại bỏ vô nồi đi Huy Đắp ơi. Hãy cho. Đưa tiếp theo nữa nè các bạn ơi, chúng ta sẽ bỏ thiệt là nhiều em bé vô nồi nè. Hãy cho. A few moments later. Như tất cả em bé đều gần như vô nồi rồi. Chỉ còn một cái nồi cuối cùng thôi, còn một cái nồi cuối cùng thôi. À, em bé cuối cùng kia rồi, thấy rồi. À, em bé quậy đâu, chuẩn bị bắt này. Hãy cho, bắt được rồi nha. Vô nồi đi nào em bé ơi. Vậy là chúng ta đã đầy đủ em bé trong nồi rồi các bạn ơi. Được rồi. Vậy là thử thách nó sẽ hoàn thành. Cửa nó sẽ mở đây. Vậy là chúng ta hoàn thành thử thách em bé speaker rồi, chúng ta đi thôi nào. Hãy cho. Vậy là chúng ta đã xong thử thách của Nami rồi các bạn ơi. Các bạn thấy thử thách của Nami như thế nào, đừng quên comment chấm điểm ở dưới nha. Ok, còn Jack thì như nào đây? Xịn hơn nhiều. Jack kêu là hả, thử thách của Jack sẽ xịn hơn Nami nhiều, nhưng mà quan trọng là đường vô nó nằm ở đâu ta? Sau lưng không có, ở trên đầu có không ta? Không có luôn nè. Dưới cái tay nó có cái gì nè? Dưới cái tay có cái gì vậy? Ôi Nami ơi, lại coi nè, dưới tay của Jack nó có cái cánh tay nè. Vậy bây giờ chúng ta hãy chui vô bên trong thử các bạn. Được rồi, đi vào bên trong thì sao? Ô, đúng rồi, đây chỉ là đường vô. Trời ơi, quá trời tướng liên quan rồi. Được rồi, đi vô thôi nào. Cái gì vậy? Cái này thử thách gì đây? Cảm ơn đây với thử thách của Jack Vin. Ủa, thử thách gì đây? Lo đúng. Ở đây có tổng cộng 9 cái lo và mọi người phải chọn vô cái lo đúng không thôi người ta sẽ chết. Ồ, nếu mà cái lo chọn sai thì nó sẽ mất tất cả những cái lo còn lại cho các bạn ơi, hiểu rồi. Được rồi, cái nào đây? Ôi, cái này đâu ơi. Ôi, mày quá trời. Được rồi, được rồi, chúng ta không biết cái nào là cái đúng các bạn. Cái màu đỏ kia nó sẽ chạy random mà chúng ta sẽ phải chọn một trong những cái. Cái nào? Ôi, chưa. Ôi, cái này cái giữa kìa. Ôi trời đất ơi, tất cả những cái lo xung quanh mất hết luôn các bạn ơi. Trời đất ơi. Bây giờ cái nào ta đây phải nhìn kỹ cái này, chúng ta phải tăng độ tập trung của mình lên mới làm được các bạn nha. Ôi, cái nào à? Sau lần nào ơi. Chỉ cần mọi người chết thì mọi người cũng sẽ thua, cho nên mọi người phải chọn đúng 10 cái lo liên tiếp. 10 cái lo hả? Hãy cố gắng chọn đúng 10 cái lo nha anh em ơi. Chúng ta phải cố gắng không được để ai đớt cái lo. Được rồi, cái này chúng ta phải tập trung. Cái bên này nè anh em ơi. Bên đây. Ôi, may quá. Được rồi, về lại. Được rồi, được 1/10 cái được các bạn. Chúng ta còn 9 cái nữa thôi, chỉ cần chọn đúng nữa. Đâu rồi, cái nào đây. Trời ơi, nó chạy loạn xạo quá. Ôi, cái bên này anh em ơi. Hay lắm chị Nami ơi. Chúng ta sẽ chiến thắng được cái trò chơi này mà. Được rồi, cái nào nữa. Chúng ta được 2 cái được các bạn. Cái thứ ba là cái nào đây? Đó chính là cái này nè. Mười đó là mời cố lên, chúng ta sẽ làm được mà. Cố lên em ơi. Được rồi, Huy với chị Mẹ, chị Nami tập trung mà, giải quay. Ôi, 9/10 rồi. Cái cuối cùng tôi sắp chiến thắng được rồi. Cái nào đây các bạn ơi? Ôi, qua đây nè. Chỉ cần bắt cua cho những cái lo này mà chúng ta sẽ vô cánh cửa này để thoát khỏi thử thách của Jack thôi. Ôi, chạy được rồi, đi thôi nào. Hay cho. Thấy được các cô nhắc như sao, đừng quên comment chấm điểm nào. Cũng xịn đó, nhưng mà sao xịn bằng tao với Wheeland được? Ok vậy sao? Được rồi, Huy Núp nó cũng mạnh mẽ lắm các bạn ơi. Nhưng mà đường vô là đường nào vậy anh em nhỉ? Để coi đường vô là đường nào ta, chúng ta có thể tìm thấy được không? Ủa vậy là khó vậy ta? Bấm vô cái loa đi. Bấm vô cái loa hả? Là sao? Bấm được rồi. Trời đất ơi các bạn nhìn nè, chỉ cần chúng ta bấm vô cái mặt của cái con Speakerman này thì cái loa nó sẽ mở ra. Trời đất ơi xịn đó. Trời đất ơi, vậy là cũng nên chấm điểm cao cho Huy Núp nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta đã thấy được cái đường vô rồi, đi vô thôi nào anh em ơi. Let's go. Hay trời, đây chỉ là bên trong thử thách của Huy Núp. Ôi trời đất ơi, cái gì mà cái loa đánh quá lạ vậy? Mình đến với thử thách loa bạc cua. Loa bạc cua sao? Mọi người sẽ vượt qua thử thách này với rất là nhiều chiến vật quá. Thiệt là hay vậy. Ôi trời đất ơi, nhìn mấy cái loa này nó đáng sợ quá các bạn ơi. Thôi cho dễ hiểu. Ôi trời ơi, ngay cái đầu này này thì dễ hiểu này các bạn.
bự lắm đó, chắc cũng phải mấy tạ đó, vô cái đầu cái là xỉu rồi. Rồi ơi trời ơi trời ơi khó quá giờ sao ta. Rồi chạy qua nào ơi. Trời đất ơi suýt nữa lại coi chừng kìa chị ơi. Thôi thôi xin lỗi anh em ơi, coi chừng kìa cái loa này nó bự quá các bạn. Được rồi, qua đây, hãy nhảy qua nào. Ôi nguy hiểm quá các bạn. Được rồi cái loa ơi, cái loa đừng có đánh cái đầu tao nha. Được rồi. Chạy qua nè. Mình chỉ cần nhìn lên trên là chúng ta có thể đi qua được rồi. Trời ơi mình đang bị kẹp giữa một đống loa luôn đây coi. Được rồi, bây giờ đánh qua, đánh lại. Rồi đánh qua, chạy qua được khúc cuối đây hôm nay. Qua được rồi. Qua được rồi. Ôi, nó bị coi chừng cái ai vậy? Trời đất ơi, qua nè, qua đứng lại chi vậy? Cái này là cái gì vậy các bạn ơi? Đây là những cái đĩa bay đó. Ôi giời, đó chỉ là những cái đĩa bay nó cứ bay qua bay lại kìa, coi chừng coi chị vậy chắc ơi. Chúng ta phải từ từ chúng ta mới kiên nhẫn nhất rồi, coi chừng. Ôi giời, trời đất ơi, hoài luôn quá chắc. Được rồi, bây giờ chúng ta phải từ từ dắt nó đi chứ, nó đi rồi. Được rồi, nhảy lên ôi trời đất ơi, ôi trời ơi nhiều quá vậy, ôi trời ơi nhảy lên à quá tuyệt vời. Ôi trời ơi, rồi qua đây, qua đây ôi qua được rồi. Còn bây giờ là tới cái gì nữa đây? Đó chính là những cái loa xoay. Trời ơi cái loa mà nó còn xoay nó như cái bánh xe vậy bạn. Vậy là chúng ta phải chạy lên đây này. Ôi chạy đây ôi trời ơi, trời đất ơi đất luôn. Chúng ta phải cố gắng vượt qua cái thử thách này thôi các bạn. Nhảy nè. Ôi được rồi, ôi xong được rồi, chạy qua ôi trời đất ơi, sao mà thử thách cuối nó khó quá vậy trời. Vậy là tôi bay đầu hàng rồi đúng không? À không có vụ đầu hàng đâu nha Huy Đắp ơi, mình phải vượt qua được. Được rồi, các bạn hãy cổ vũ cho tôi gặp cách bấm nút like, bấm subscribe đi coi. Còn bây giờ thì chúng ta nhảy nè. Ai cha, ôi cha, ôi nhảy rồi đây. Ai cha, và cuối cùng ai cha. Yeah, qua được rồi. Nhờ các bạn đã ủng hộ tôi nên tôi đã làm được rồi đó. Có lời, có lời, ôi dắt qua được rồi. Nabi có lời, ôi qua luôn rồi. Vậy là ba người đã vượt qua thử thách mặc dù hơi khó. Thử thách cuối cùng của ta đây. Ok, let's go. Hay cha ơi, chúng ta là đến với thử thách cuối cùng. Ôi ơi, đây là đâu vậy trời ơi? Thử thách cuối cùng, thử thách Titan Speakerman. Vậy là chúng ta sẽ phải chiến đấu với Titan Speakerman kìa các bạn ơi. Ôi trời ơi ơi, thằng nào đi tới chỗ chúng ta kìa. Cố lên, cố lên, cố lên. Cái gì? À đúng rồi, chúng ta sẽ triệu hồi tướng Liên Quân để hỗ trợ tụi mình đánh cái con boss Titan này coi. Được rồi, triệu hồi Yuka. Yuka phụ lên tôi rồi, Yuka đánh được cái bài quậy này mày nè. Ôi ơi, dắt triệu hồi gỗ không kìa. Được rồi, anh em ơi, hãy cùng nhau chiến đấu đánh bại con này đi. Chúng ta bị triệu hồi Kira luôn đây. Cha. Triệu hồi Kira. Wow, các tướng Liên Quân đang lao tới hỗ trợ tụi mình các bạn ơi. Cố lên Yuka. Ôi ơi, anh ơi, anh em ơi, cùng nhau đánh lại mày đi con, mày đi con. Ôi ơi, bộ công Kira và Yuka đang cùng nhau đánh với con Titan Speaker này anh em ơi. Liệu chúng ta có thể chiến thắng được không nhỉ? Kết liễu nó đi nào Yuka. Với sự hỗ trợ của tướng Liên Quân, tụi mình đã tiêu diệt được con Titan Speakerman rồi. Trời ơi, ghê vậy, chúc mừng mọi người đã thử hoàn thành thử thách của tao. Chiến thắng rồi các bạn ơi, còn bây giờ thì chúng ta hãy đi ra ngoài thôi nè anh em ơi. Cùng tướng Liên Quân đi ra ngoài thôi, let's go. Hay cha, vậy là đã xong thử thách của Huy Đắp rồi. Trời ơi, cũng hay đó, trời ơi, thấy cũng hay đó, đóng lại nè, trời đất ơi, cũng ghê đó. Các bạn thấy như thế nào, đừng quên comment chấm điểm cho Huy Đắp nha. Được rồi, còn bây giờ thì chúng ta tới với chùm cuối là ai anh em nhỉ? Trời ơi, ghê vậy kia. Rồi nhìn nó chân thiệt chân thật tới từng chi tiết luôn các bạn ơi. Hãy đi vô đi, bằng cách là anh em hãy chui vô bên trong cái loa này hãy cho đó. Bây giờ chúng ta đi xuống cái phần cổ này. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chui xuống cái phần cổ. Ôi trời, đòi ra ngoài rồi. Đây rồi, chúng ta sẽ rớt xuống dưới nè. Hãy cho và chào mọi người đến với thử thách đầu tiên của tôi. Gà của tôi là nghe nhạc di chuyển. Và thử thách này chúng ta sẽ phải để ý hai cái loa ở hai bên này. Mọi người thấy không, đó sẽ có những cái loa mà mỗi khi nó lên nhạc thì chúng ta mới có thể di chuyển. Nhưng mà nếu khi nó tắt nhau một cái, anh em mà di chuyển anh em sẽ gặp chuyện đó. Được rồi, lên nhạc rồi kìa, anh em bắt đầu di chuyển em ơi. Nhạc lên rồi, nhạc dừng một cái là đừng có di chuyển nha. Ôi hết nhạc rồi, dừng lại. Ôi đó đúng rồi, hợp lý rồi. Lên nhạc rồi đi tiếp đi, lên nhạc rồi đi từ từ. Ôi hết nhạc rồi. Ôi dắt di chuyển rồi, anh em ơi, dắt di chuyển rồi. Rồi luôn, nếu mà dắt di chuyển thì một con tướng sẽ xuyên cơ bản, nó sẽ xuất hiện. Và xử rồi, rồi luôn, rồi đó. Bởi vậy dắt đã bị xử rồi, bây giờ chỉ còn hai người nữa đó. Đi cho cẩn thận cho nhau. Ôi nhạc lên rồi kìa, di chuyển đi được rồi. Di chuyển. Ôi nhạc dân, dừng lại. Ôi ơi, trời ơi, xích nữa là chị đã bị lộ nha. Ôi nhạc lại, ôi nhạc dân, rồi luôn, di chuyển qua rồi. Rồi luôn, Ba Huy cũng sắp bị đâm luôn. Chạy đâu, trời ơi, mày này coi, hơi bị khó nha các bạn ơi. Nhạc lên kìa, đi em ơi, nhạc lên kìa mọi người sẽ phải chuẩn bị cái loa này, nó phát ra âm thanh một cái là mọi người sẽ được không trọng lực và bay lên trên. Nhưng mà mọi người sẽ phải né những cái chướng ngại vật nha, đừng có đụng vô. Được rồi, bây giờ mình sẽ bật những cánh quạt lên coi đó, cho nó xoay nè. Mọi người chỉ cần nhớ là mọi người đụng vô bức tường một cái là mọi người sẽ ra đi nữa nghe chưa. Được rồi, 1, 2, 3 bắt đầu nha.
bay lên. Đừng có đụng nha coi chừng đụng những cái like vậy. Ôi cái này để cho nó xoay nè. À nó xoay đi coi. Ôi xoay nè. Ôi rồi được rồi. Để coi thử mọi người thấy không. Ôi cố gắng đừng có đụng vô cái bức tượng nha. Rồi nó quay kìa, nó quay. Ôi trời là gì bị anh quay. Ôi giời anh nó ôi giời ơi. Ôi cố lên. Ôi coi chừng những cái rìu, coi chừng những cái rìu kìa. Cố lên. Bây giờ nó sẽ tới cái chỗ rìu này Huy coi chừng nha. Ôi bị đụng vô cái rìu rồi. Nabi có thể vượt qua được không? Ôi, xuyên chính nha. Ôi, Nabi sắp qua được rồi, kia bạn ơi, ôi, còn qua được rồi kia, wow. Còn bây giờ còn dắt với lại Winup tôi để coi hai người kia vượt qua được không nha. Ôi, coi. Đi vô góc rồi, đi rồi. Vậy là Huy dắt cũng đã vượt qua cùng với Nabi luôn các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta tới thử thách cuối cùng này mới căng này, let's go. Hãy cha và chào mọi người đến với thử thách cuối cùng đó chính là quái vật Speakerman khổng lồ. Và Speakerman lần này nó cầm cái kiếm cả vũ khí đây nha. Này mọi người hãy cầm vũ khí mình, đó chính là súng phun lửa đi nào. Cầm đi. Được rồi, cùng nhau chiến đấu vô đây. Cố lên nào. Ôi, cố lên. Đúng rồi, mọi người bắt đầu chịu ơi. Tứ liên quân rồi kìa các bạn ơi. Ôi trời ơi, bây giờ là Ngô Công, Quy Lành và Kida đang hỗ trợ dắt và Nabi và Ulip tiến đánh bại cái con Titan Speakerman này coi. Lên nào tiến Tứ liên quân ơi. Đánh bại nó. Cố lên, nó mạnh quá anh em ơi. Ôi, Tứ liên quân đã bị đánh bại rồi kìa, mà không sao, cùng nhau hợp sức đi, mọi người sẽ có thể chiến thắng được thôi mà. Cố lên. Ôi ôi, chiến thắng. Wow, trời đất ơi, không ngờ là mọi người với sự hỗ trợ của Tứ liên quân đã đánh bại con đó một cách dễ dàng như vậy được. Vậy là chúng ta đã xong thử thách của Tô Gà rồi các bạn. Chúng ta hãy đi ra ngoài thế nào nè, nhanh để các bạn còn chấm điểm bên này. Let's go. Hay cha, vậy là đã xong thử thách của Tô Gà rồi, tất nhiên phải khó rồi. Bây giờ sự hỗ trợ của Tứ liên quân thì hôm nay tụi mình đã xây rất là xịn luôn đấy các bạn. Hãy nhớ chấm điểm cho tụi mình và cũng đừng quên subscribe cho mọi người trong xem tiếp theo và cũng như là vô chơi liên quân cùng với mình. Và các bạn muốn coi video ở lần trước mình đã xây camera như thế nào thì quên bấm like. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Bye bye đi Tứ liên quân ơi. Tháng 7 này vào liên quân các bạn có thể tham gia chuỗi sự kiện ngày hội liên quân cực hoành tráng diễn ra từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Nhận free trang phục S cộng hữu hạn Yuka Rapper Big Panda, trang phục A hữu hạn Kira nghệ sĩ Graffiti. Ngoài ra các bạn còn được tặng miễn phí thêm một trang phục S hoặc S cộng khi chơi sự kiện ngày hội liên quân trốn nóng chốt qua đi.